Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị mạng cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Và hiện tại Sài Gòn bây giờ là gần 8 giờ tối. Và em có việc qua công ty và xong việc đi về. Sẵn đây thấy trời cũng mát mẻ rồi, sẵn đây chia sẻ với anh chị bạn những hình ảnh ở chợ lớn nha. Hôm nay chúng ta sẽ chạy một vòng chợ lớn dạo mát rồi mình về. Chúng ta đang có mặt ở đây là đường Đồng Khánh ngày xưa nè, ngay giao lộ Nguyễn Văn Đừng. Nguyễn Văn Đừng ở đi thẳng Nguyễn Văn Đừng sẽ đi ra bến Hàm Tử. Và ngay vị trí này chúng ta có nhà hàng Đêm Tú Tắc. Đêm Tú Tắc hôm bữa đó, chúng ta ăn ở ở Sài Gòn Center, siêu thị Takashimaya ngoài 65 Lê Lợi. Ở đây cũng có nè, địa chỉ 295 29B Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, ngay góc Nguyễn Văn Đừng và Trần Hưng Đạo. Và đối diện cái khách nhà hàng này đó là khách sạn Đồng Khánh, khách sạn Đồng Khánh phía sau lưng chúng ta. Và thẳng hướng này là đi về quận nhất nè. Sài Gòn hôm nay là 25 Tết, tối 25 Tết. Lúc sáng chúng ta có đi ngoài bến Bình Đông đó, mình thấy hoa mai đồ cũng rất là nhiều. Nhưng mà chắc có lẽ ngày mai đi ha, ngày mai chúng ta sẽ dạo qua đó cho nó nhiều hơn. Tại hôm nay thì chưa có nhiều lắm, dưa hấu cũng đang chờ lên. Chắc có lẽ tối nay họ sẽ lên đầy đủ hết. Và hôm nay mình sẽ đi dạo một vòng chợ lớn, xem bà con buôn bán rồi trang trí nhà cửa, đường xá ở đây như thế nào ha, trong những ngày cuối năm như thế này. Thì Sài Gòn đông vui, nhộn nhịp, náo nhiệt, rộn ràng, háo hức, nhất là trong những ngày này. Và có xe cấp cứu rồi, chúng ta dừng lại đi ha, để xe qua đi rồi mình chạy tiếp. Những ngày này khi mà chúng ta nghe cái tiếng xe này thì cảm thấy rất là não nề nè. Hy vọng là họ sẽ không sao, để có thể kịp về đón cái Tết với gia đình, người thân, bạn bè. Chúng ta đi thẳng đây là đường Trần Phú nè. Thẳng Trần Phú là tới Trần Hưng Đạo B tiếp. Tại vì ngay chỗ Đại Thế Giới thì có cái mũi tàu nên thành ra mình không có chạy thẳng được. Phải quẹo phải qua đường Nguyễn Tri Phương, rồi quẹo trái đường Trần Phú, rồi mới thẳng lên tiếp tục con đường Trần Hưng Đạo B, đường Đồng Khánh ngày xưa đó. Thì ở chợ lớn này những ngày thường thì khoảng 8-9 giờ là coi như là tối thui rồi, không có sáng rực như là ở trung tâm Sài Gòn. Nhưng mà vào những dịp Tết như thế này thì bà con buôn bán rất là nhộn nhịp, sôi động. Đó, những cái điểm bán quà Tết, bán bánh kẹo, đồ trang trí rất là nhiều luôn. Nó đặc biệt chút xíu nữa mình sẽ đến cái phố kia đông hơn nữa nè. Ở đây đông ghê chưa, ngay giao lộ Trần Xuân Hòa với lại Trần Hưng Đạo. Đi vô đây chút xíu là cái có cái nhà hàng Củ Long bán những cái món hoa cũng rất là ngon, rất là nổi tiếng. Đó, bà con đi mua đồ Tết nè, sắm sửa trang trí cho kịp những ngày cuối năm. Một màu đỏ rực luôn. Những cái chữ dán bàn thờ đó. Do hôm nay là ngày đưa ông bà đi ngày 25 nên thật ra người ta sẽ trang trí nhà cửa nè, dọn dẹp bàn thờ nè, rồi
đến ngày 30 thì sẽ cúng rước ông bà, theo phong tục là như vậy. Phong tục từ xưa tới giờ, không biết có từ bao giờ, nhưng mà hàng năm em đều thấy má với mẹ hay làm những cái thủ tục này, trở thành cái thói quen, cái phong tục truyền từ đời này qua đời nọ. Vào những ngày này thì có những nhà dù khó khăn đến cách mấy thì cũng ít nhất cũng có một đòn bánh tét, chậu bông, rồi một vài bánh kẹo, cái cơ bản nhất để có cảm giác của ngày đoàn viên sum họp với gia đình. Nếu mà các anh chị chưa có dịp và chưa có điều kiện đi về trong cái dịp Tết như thế này thì những cái video về Sài Gòn như chợ Tết, chợ Hoa sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn đối với các cô chú anh chị, để mình có thể hiểu được, cập nhật được cái cảm giác, ôn lại kỷ niệm ngày xưa khi mà chúng ta còn ở Sài Gòn. Và bây giờ thì mình ở nơi xa, mình muốn có cái cảm giác như ngày xưa, nhưng mà do là non sông cắt trở nên thành ra chúng ta xem những video về những ngày Tết này để mình có thể gợi lại một chút gì đó thương thương nhớ nhớ của ngày xưa. Và chúng ta tiếp tục đang đi trên đường Trần Hưng Đạo B, cũng là con đường Đồng Khánh. Và nơi đây có một cái nhà hàng rất là lớn mới mở sau này nè, nó Ái Quê 2 nè. Rất là đông luôn, đẹp ghê chưa. Mình thấy có vẻ sang trọng như là nhà hàng 5 sao vậy đó, nhưng mà không biết chất lượng như thế nào ha. Hy vọng em sẽ thời gian sắp tới em sẽ có đủ điều kiện để đến đó để review cho bà con mình cùng xem, để tham khảo khi có dịp đến Sài Gòn, và mình cũng biết được bên trong đó như thế nào ha. Hy sinh vì nghệ thuật, nó hy sinh nghe nó lớn lao rồi chứ thật ra mình cũng thưởng thức thôi, thưởng thức rồi chia sẻ để lưu lại những, để bà con xem chơi. Người ta đi chợ lớn mua sắm nè, rồi có người thì chở con đi chơi, đi dạo vòng vòng. Còn em thì đi hóng mát thôi, hóng mát rồi sẵn chở các anh chị đi vòng vòng chơi. Bạn đồng nhỏ với nị hôm nay ở nhà, tại vì hôm nay nắng quá, với lại hôm qua đi chơi rồi, hôm qua mình đi Vincom rồi, đi phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi, nên hôm nay ở nhà thôi, đi chơi hoài riết nó quen, con nít nó dễ quen lắm. Vài bữa nữa nghỉ Tết tha hồ đi chơi. Đó, chúng ta đang có mặt ở đây là đường giao lộ Châu Văn Liêm, cũng là Tổng đốc Phương, đi thẳng sẽ đến chợ vải Xói Kình Lâm, chợ vải Đồng Khánh. Đó, rồi bên đây là chợ Đại Quang Minh. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng qua bên kia luôn ha, đi ngang một cái hàng chè, hàng chè cũng rất là ngon, đó là chè Cột Điện, bán từ 4-5 giờ sáng cho đến 4-5 giờ chiều cho đến khuya luôn. Ngay vị trí này nè, vị trí này khách ngồi bên phải nè, những cái ghế đỏ đỏ nè. Ngay đối diện cái cổng vô chợ Đại Quang Minh, đường Tống Duy Tân, chị bán trong cái
cái trụ điện đó, cái trạm biến áp đó, nên người ta gọi là chè ma hay là chè cột điện gì đó. Bên đây là chợ Thương Xá Đồng Khánh nè, chợ Sói Kình Lâm. Chúng ta sẽ chạy thẳng ha, chạy thẳng hướng này, cuối đường đó chính là cái nhà thờ Francisco Xavier, và cũng là nhà thờ Cha Tam, nơi mà Tổng thống Ngô Đình Diệm, nơi cuối cùng đặt chân của Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày xưa đó. Tất niên đó, làm tiệc tất niên, thường thì sau một năm làm việc thì họ sẽ đãi nhân viên, đãi đối tác, đãi khách hàng một bữa cảm ơn, chia sẻ chung vui, kết thúc một năm và bắt đầu một năm mới với nhiều hứa hẹn mới. Và cuối đường đó là nhà thờ nè. Hôm bữa chúng ta có đi vào bên trong rồi đó, một trong hai nhà thờ có cái biểu tượng, có cái kiến trúc giống như chùa. Có một nhà thờ nữa ngoài đường Nguyễn Văn Sâm, quận Nhất đó. Ngày nay là đường Nguyễn Thái Bình. Chúng ta thẳng qua bên kia luôn ha, mình đi về bằng con đường Hải Thượng Lãng Ông, một trong những con đường bán đầy những cái đồ trang trí, một con đường theo mùa, mùa nào thì bán đồ trang trí mùa đó, mùa nào bán đồ chơi mùa đó, rất là đông luôn. Ở đây thì bán pháo nè, pháo giấy đó. Pháo giấy thì khoảng chừng một cây thì vài chục ngàn thôi, 20 ngàn, 25 ngàn, tùy theo loại lớn nhỏ. Khi mà nó phát nổ thì những cái giấy nó bung ra tung tóe. Buổi tối ở đây bà con bán đông vui sâm tụ chưa? Wow. Có người đi bộ đi vòng vòng để mua sắm nữa nè. Ở đây quá trời đèn led luôn. Đèn rực rỡ. Đây ngay đây là ngay đầu chợ Kim Biên. Đầu chợ Kim Biên thì buổi tối bán rất là nhiều đồ chơi, rồi đồ trang trí Tết. Đường này là đường Vạn Tượng nè. Buổi tối đường vắng vẻ hết chứ. Ban ngày thì mình không thấy đường đi luôn á, bởi người ta bán hàng rất là nhiều. Nhưng mà tối thì vắng bớt rồi, dẹp hết luôn chứ không phải vắng nữa. Và nhìn bên kia đường, đâu đây, ông nhà ông Quách Đàm thì ở đằng kia, ở đầu đường, đầu đường Hải Thượng Lãng Ông á, gần bến Lê Quang Liêm á, ông mà xây nên cái chợ Bình Tây sau này nè, một đại gia, một thương gia nổi tiếng của Sài Gòn ngày xưa. Đó, những cái pháo này nè, có pháo pháo sẹt cũng có, pháo giấy cũng có. Buổi tối người ta bán đông ghê chưa. Một năm họ sống nhờ những ngày này nè, những ngày này để gỡ lại những tháng mà không có sự kiện. À,
do buổi tối thì xe cộ cũng ít nên thành ra ở đây người ta bán bày bán ra rất là nhiều, một phần cũng giúp cho người mua thuận tiện hơn, một phần cũng giúp cho người mua dễ dàng thấy những cái món hàng mình cần. Sáng rực nguyên con đường luôn nè. Ở đâu mà thấy buồn buồn, mình ra chợ lớn là mình thấy Tết rồi đó. Thấy xuân, thấy thấy đủ thứ sắc màu hết. Thường mấy cái video em quay là úp trước một ngày, quay trước một ngày và ngày sau là sẽ úp. Nếu mà các anh chị ở những quốc gia mà trễ múi giờ so với Việt Nam thì sẽ trùng khớp với thời gian của các anh chị luôn á. Thông thường những video em úp là khoảng 7 giờ tối và 7 giờ sáng giờ Việt Nam. Nên các anh chị quan tâm thì chúng ta sẽ đón xem ha. Còn mình muốn xem lại thì mình gõ YouTube, gõ Vinh Lâm TV là sẽ ra tất cả những video clip mà em đã quay đã up. Hoặc là chúng ta sẽ gõ những cái căn nhà ví dụ như Bến Bình Đông hay là 202 Hải Thượng Lãng Ông gì đó là sẽ ra. Nhân đây em cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành trong suốt những năm vừa qua. Thời gian trôi qua thật nhanh thì mới đây cũng đã hơn 2 năm chúng ta đã gắn kết với nhau rồi. Đây bán quá trời đồ luôn nè. Đông đông nó vui, còn vắng quá thì buồn. Nếu mà mình sợ kẹt xe, mình không muốn đi đâu thì mình sẽ không có thấy những hình ảnh như thế này đâu ha. Không thấy chứ, mình sẽ mở YouTube mình sẽ lấy thôi. Nhưng mà mình sẽ không có sờ được, không có ngửi được cái mùi của mùi Tết, cái mùi của hàng hóa ở chợ lớn này. Nói với các anh chị ở Sài Gòn ha, còn các anh chị ở các tỉnh khác, ở các quốc gia khác, thì ở các nước khác, thì chúng ta chỉ có một cách là xem YouTube thôi, cảm nhận qua không gian, thời gian. Nếu mình quẹo phải là lên dốc cầu Chợ Bà đó, về cái chợ hoa Bến Bình Đông đó. Và cái video clip cũng đã dài rồi, chắc em xin tạm dừng cái video clip tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo ha. Một số hình ảnh dạo vòng quanh chợ lớn rồi xem những cái hàng hóa, cũng như cảm nhận được cái không khí Tết ở Sài Gòn, gợi lên một chút gì đó thương thương nhớ nhớ của ngày xưa và lúc mà chúng ta còn ở Việt Nam, còn ở Sài Gòn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye cô chú anh chị và các bạn. Nhân em cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.